Em xin thay mặt cho toàn thể con trai lớp N3 của thầy Thành có những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho toàn thể các cô giáo cũng như các bạn nữ ở bên trung tâm, đó là ngày càng mạnh khỏe, ngày càng tươi trẻ và lúc nào cũng phấn chấn, niềm vui lúc nào cũng trên miệng, trên môi và trên khuôn mặt của mọi người. Sau đây là lời chúc của bạn Cường vừa bên cạnh em. Tiếp theo mình chúc các cô giáo và các bạn nữ trong trung tâm mình đạt được thành công cuộc sống, ước mơ dự định trong tương lai sẽ hoàn thành nhanh nhất. Còn mình thì mình xin chúc toàn thể các cô cùng các bạn gái có một ngày 20 tháng 10 thật vui vẻ, nhận được thật nhiều quà và hoa. Cảm ơn.